Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, làm nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút đêm 1 tháng 3 năm 2018, một tài xế lái xe ben biển số 51D16278 chạy trên đường Phan Văn Trị hướng từ quận Gò Vấp về quận Bình Thạnh. Khi xe ben lưu thông qua đoạn thuộc phường 7, quận Gò Vấp thì bất ngờ mất lái, hút văng hàng chục mét giải phân cách bằng sắt. Sau đó, xe ben lao qua làn đường ngược lại, lùi nhiều xe máy của người dân đi đường vào gầm. Nhiều người bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Xe máy của các nạn nhân bể nát, hư hỏng. Một số xe máy còn bị mắc kẹt dưới gầm xe ben. Thì thấy xe tông thẳng qua thì tôi chạy tới thì thấy có 3 người nằm dưới trước đầm gầu đầu, gầm đầu xe đó. Tôi lôi được 2 người. Tôi với một vài người thì lôi được 2 người ra và một người bị kẹt chân. Tôi thấy người bị kẹt chân thì không lôi được thì tôi chạy qua tôi cứu với người nặng nhất. Những người thấy nặng nhất thì máu nhiều quá thì không ai tới bế anh đó. Tôi cứ kêu bế anh này khoảng 10 phút thì có 2 thanh niên tới. Cùng tôi bế chạy đến bệnh viện của anh. Lúc đó khoảng 10 người bị thương. Cảnh tượng lúc đó là thật sự là người với xe là giống như là lá rụng mà khắp đường người ta không có góc nào không có hết. Sau tai nạn, lực lượng chức năng đã đến phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.